Dạ vâng, xin gửi lời chào đến toàn thể quý cô bác cũng như quý anh chị đang xem kênh của em Trường Bình Dương. Buổi chiều hôm nay em Trường xin phép lên sóng báo giá một số xe, cũng có những xe mới vừa về và có những chiếc xe thì còn lại mới về 2-3 hôm. Thì những bên em Trường là chuyên cung cấp các mặt hàng Innova. Kênh YouTube là Trường Xe Cũ Bình Dương. Số điện thoại và số Zalo là 0972147247, mua bán trao đổi cái dòng ô tô cũ tại thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Quý khách hàng có thể lúc trước là mua xe một đơn vị khác, nhưng bây giờ mến em Trường muốn bán lại cho em Trường thì cứ alo trực tiếp cho em số điện thoại này 0972147247. Bên em Trường nhận thu mua trao đổi cái dòng ô tô đã qua sử dụng từ 4 đến 7 chỗ nha. Nhận cò cáp các loại xe và đặc biệt có hỗ trợ trả góp cho ngân hàng cho quý khách hàng từ 50 cho đến 100 triệu nha. Rồi thì bên em là đơn vị sở hữu nhiều xe Innova chất lượng cao mà giá thành phải chăng từ 170 mấy triệu đó có xe. Đặc biệt là buổi chiều hôm nay em Trường lên sóng mẫu xe này, Toyota Innova phiên bản G năng Full G đời 2007 G-Corp nha cả nhà, G-Corp. Chiếc này em Trường tự tin cam kết cho cả nhà không đâm đụng, không ngập nước, máy móc zin. Đấy, nó không có những xe đâm đụng. Thì chiếc này bên em Trường đỡ cho mình với giá là 179 triệu nè. Viết giấy cam kết cho cả nhà luôn. Đấy, máy móc bao xài, bao lên đời, bao đổi trẻ, thoải mái bên em Trường là gì đó. Có sao nói vậy luôn. Đấy, dòng dư thì nó có trả quen một tí dịch vụ là phải có nha cả nhà, chứ không thể nói là xe gia đình được bên em Trường. Có sao nói vậy luôn. Và kế bên là mẫu Inno. Đây nè, xe lên full đồ chơi luôn. Đấy, mâm đúc nè, nhìn thấy không? Mâm đúc nè, rồi bê ra bệ bước chân nè, mâm đúc bệ bước chân xi nhan gương. Đấy. Vô lăng bốn chấu nè, đấy ghế da trần. Đấy, trần xe con này có bê vàng lạnh luôn nha. Đây, bê vàng lạnh luôn. Đấy, xe rất đẹp. Đó, tuyệt vời. Chiếc này thì để nhà mình với giá 179 triệu thôi. 179 triệu thôi nha cả nhà. Đấy, con này gốc Sài Gòn luôn. Bước cái này là muốn về Sài Gòn cũng được. Và kế bên là một mẫu Innova 2018 nè. Con này thì hôm qua em Trường cũng có quay cho cả nhà rồi. Đấy. 2018 60A91985 màu xám xanh, xe rất đẹp. Đấy, nối không với taxi dịch vụ, nối không với ngập nước nha. Máy móc zin. Đấy, buôn bán là viết giấy cam kết bảo hành một năm rưỡi cho cả nhà. Đấy, cho cả nhà yên tâm là sử dụng full đồ chơi nè. Đấy, bởi bước chân nè, tay xi nóc nè. Đấy, con này rất là nhiều sự quan tâm của khách hàng nha. Đấy, nội thất của nó nè, cả nhà thấy chưa, đẹp tuyệt vời. Cái trần này rách bên em Trường mới cho bọc lại, trần nỉ nè. Đó, cả nhà thấy chưa. Đấy, tuyệt vời luôn, ghế da. Đó, 2018 nha, 2018 nha, màu xám xanh. Đấy, màu rất đẹp luôn cả nhà ơi. Cả nhà xe đi chuẩn 5.8 nè. Đó, nhà coi vô lăng của nó nè. Đó, vô lăng như thế này thì còn gì đó bạn. Đó, cả nhà thấy chưa. Đấy, vô lăng thắng tay nè, bệ thì tay nè. 2018 thì nó trang bị máy eco tiết kiệm nhiên liệu nè, bao gồm mát tăng tốc và cân bằng điện tử nè. Đó, thấy chưa, nét đẹp luôn, tuyệt vời. 2018 nha, full đồ chơi hết rồi. Con này hôm qua em Trường có quay chi tiết nè, cả nhà vào kênh coi giùm em. 2018 nha, 535 triệu nha cả nhà. Rồi, biển 60 Đồng Nai. Và nếu mà nói về 2017 thì bên em Trường hiện tại đang có 3 mẫu cho cả nhà mình luôn. Đây, 2017 đăng ký lăn bánh, 2018 biển Vũng Tàu, 20676 nè, màu ghi bạc. Con này thì lên được mâm phay xước, bởi bước chân full ốp mẹ chrome đầy đủ hết. Đấy, xe này là 2017 đăng ký hai lăn bánh 2018 nên vẫn có trang bị cân bằng điện tử cho cả nhà mình luôn. Bệ bước chân nè, đó thấy chưa, vô lăng gỗ carbon trần 3D. Đấy, tất cả xe bên em Trường trang bị màn hình Android nè, thấy chưa. 2017 đăng ký lăn bánh 2018 có cân bằng điện tử kia. Đấy, có cân bằng điện tử nè. Đấy, eco tiết kiệm nhiên liệu đầy đủ hết, nội thất lót sàn 3D, thảm sàn đầy đủ hết luôn nha. Đây cả nhà coi nè, ấy bệ bước chân nè rất là kỹ luôn, chủ xe trang bị luôn giảm inox nè. Đây, lót sàn 3D, ghế mới đầy đủ hết. Đây, mâm phay xước nhìn rất đẹp, nói chung giá thì cũng rất là yêu thôi. Đó, xe full đồ chơi luôn nha cả nhà, ốp mẹ suy đầy đủ hết nè. Đó, giá thì để cho trẻ nhà mình là bên em Trường đang bán là 495 triệu. Với khách hàng đi mua trực tiếp không thông qua cò lá thì em Trường bớt còn 490 triệu cho cả nhà mình nha. Rồi, đây, đằng sau đây có một chiếc y như vậy luôn, 2017 đăng ký lăn bánh 2018 màu ghi bạc, xe rất đẹp đó, full đồ chơi. Những xe bên em Trường bán ra là có cam kết bằng văn bản bảo hành máy móc 1 năm. Đấy, không đâm đụng, không ngập nước cho cả nhà mình. Đó, cả nhà coi đẹp tuyệt vời chưa. Đấy, trần nỉ ni lông rồi nè. Đấy, đẹp tuyệt vời chưa. Xe rất đẹp luôn.
Đó, lót sàn 3D. Lớp mới nha cả nhà, lớp mới kẻ vàng luôn. Đó, bên em Trường bán lại 495, bớt 5 còn 490. Có lọc lát, có thương lượng nha cả nhà. Khi đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng của em Trường. Đấy, và 2010 thì bên em Trường có 3 mẫu nha. Đây, 2010 biển Đồng Nai 60K13279, con này ở gốc Sài Gòn. Quý khách hàng về Sài Gòn không tốn 20 triệu nè. Chiếc 65B3511, con này cũng gốc 50 luôn. Hai con xe này đều có gốc Sài Gòn hết nha. 2010G nè. Đó, chiếc này em Trường có quay clip chi tiết, cả nhà vào kênh của em Trường xem dùm. Đó, thì hoặc là các bạn Zalo em gửi full ảnh cho. Đồng giá là 255 triệu một chiếc thôi. Xe rất là đẹp luôn. Đó, full đồ chơi nè, màn hình Android, kem lùi, nội thất ghế mới. Đấy, và em Trường còn có con 61 nữa nè. 61 thì có ghế nỉ nha. Đấy, 61 nè, 2010 luôn nha cả nhà. 2010 đến 61 nè. Đấy, con này là 2010 màu vàng cát, biển 65 Cần Thơ nè. Đó, thấy chưa, gốc Sài Gòn, con kia cũng gốc Sài Gòn luôn, hai con giống nhau, cho cả nhà mình có sự lựa chọn nha. Rồi, dạ vâng, nếu khách hàng mà quan tâm bản đủ thì bên em Trường có đời 2012 e bản đủ màu ghi bạc, xe rất đẹp, nói không với xe đâm đụng ngập nước, mâm phay xước, full đồ chơi, xi nhan gương, sơn xi bạc rất là mới nha cả nhà, lốt sàn 3D, rồi ghế bọc mới. Đấy, xe bên em Trường là màn hình OLED đầy đủ, trần 5D. Nói chung là bên em Trường cố gắng đưa những cái sản phẩm gọi là tốt nhất có thể đến tay của quý khách hàng cũng như quý anh chị về sử dụng. Tại khi mà mua xe là mình đã dồn hết những cái tiền đất lũy để dành để mua xe về, mà còn bỏ thêm 2-3 triệu làm nữa thì nó đôi khi 2-3 triệu nó lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, mình đã dồn hết số tiền để dành ra rồi thì nó cũng khó nha. 2012 e bán đủ bên em Trường đang bán là 310 triệu, bớt ngay 5 triệu còn 305, và rút hồ sơ gốc cho cả nhà khi đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng. Còn quý khách hàng hôm qua mà hỏi em Trường về con Innova 2016 phơ mơ biển Đồng Nai, một chủ mua mới từ đầu, màu ghi bạc, xe rất là đẹp và cứng xe. Đấy, xe đây được chủ nhân của nó lên mâm phay xước, bể bước chân, full đồ chơi, nước sơn xi căng bóng, nó không với xe lỗi lầm nha. Về nội thất bên trong thì xe đã được bọc nội thất ghế da mới nè, màn hình Android, kem lùi, vô lăng carbon, vân gỗ rất đẹp. Thì bước qua đầu cuối 2016 thì Innova đã thay đổi form dáng rồi nha cả nhà. Đấy, xe rất là đẹp và len ken xà beng luôn cả nhà ơi. Đấy, gần guốc keo chỉ nè, lốp lép mới kẻ vàng, mâm phay xước, xe full đồ chơi, dép biển số ốp đầy đủ hết luôn nha. Giá thì nhà Trường để là 475 triệu, cho ba rút hồ sơ gốc cho cả nhà. Đấy, quý khách hàng đến xem xe trực tiếp là em Trường có bớt, có thương lượng cho cả nhà mình luôn. Rồi, kế bên là mẫu xe Innova G đời 2009, biển 70B12181, 12118. Đấy, một anh trai quê Quảng Bình, sinh sống tại Tân Yên, Bình Dương, để nhượng lại mẫu xe này cho bên em, màu ghi bạc. Lúc trước con này là biển 50 nha cả nhà, nhưng mà ảnh bấm biển ngồi quê, nó biển 73. Đấy, sau khi thời gian ảnh trúng đất, trúng đai, ảnh lên đời. Đấy, nên để lại cho bên em là bên em mua lại cái giấy mềm, bán mềm, để cho cả nhà là 245 triệu. 245 triệu cho mẫu Innova G 2009 form mới, bản 2 túi khí, phanh ABS đầy đủ. Bản G là bản đủ nha cả nhà, 4 cái lớp mới tinh, nội thất màu kem, rất là đẹp và mới luôn nha cả nhà. Đấy, bên em Trường bán ra là bao pháp lý, rút hồ sơ gốc cho cả nhà, nên cả nhà cứ yên tâm về chất lượng cũng như sản phẩm bên em Trường mang đến cho cả nhà mình luôn nha. Xe nói chung là chất lượng cao, giá thành phải chăng. Và đây là mẫu Innova 2014, đăng ký lăn bánh 2015, chính tên chính chủ em Trường đang đứng luôn nha. Đấy, mâm phay xước, nói chung nói với form 2015 là một form. Đấy, cả nhà coi rất là đẹp nè, từ trước ra sau, gân guốc keo chỉ còn nguyên zin nguyên bản hết, sơn xi căng bóng còn đâu đó trên 90%, và giá thành thì rất là êm. Em Trường đang bán là 345 triệu, ba rút hồ sơ gốc. Với cái hàng ghi đi mua trực tiếp không thông qua cờ lá, bên em Trường bớt ngay từ 3-5 triệu còn 340 triệu nha cả nhà. Đấy, xe bên em Trường thì cả nhà thấy rồi, đặc trưng là bọc ô ghế màu nâu kem, màn hình OLED, màn hình OLED đầy đủ hết luôn, bản đủ nha cả nhà. Đây là con bản đủ nha, còn bản chung thì nó rẻ hơn nha cả nhà. Đấy, bản đủ thì chạy nó sướng hơn, khung gầm máy chắc chắn hơn. Đấy, rồi sắp tới này bên em Trường có rất nhiều mẫu Innova bản chung nha, 14, 15, 16, 13, 12 gì cũng có luôn. 2007 phiên, 2006 phiên bản G, con này ở gốc Sài Gòn nha cả nhà, 77E18191, giá thì 215 triệu, bớt 5 còn 210 triệu, và rút hồ sơ gốc cho cả nhà. Và mẫu đây là mẫu màu đen, Innova biển 65 đời 2007, đăng ký lăn bánh 2008, bên em Trường bán là 230 triệu thôi, 230 triệu, bao rút hồ sơ cho cả nhà luôn. Đấy, xe này màu đen thì chắc chắn nó không có taxi, không dịch vụ rồi. Đấy, xe thì nội thất màu nâu, rất là đẹp, bảo dưỡng định kỳ từng km trong hãng luôn nha cả nhà, trần 5D.
Nói chung bên em trường đang sẵn sàng có những mẫu xe từ đời 2006 cho đến 2018, và bên em trường đang có dịch vụ hỗ trợ trả góp từ 50 cho đến 100 triệu cho cả nhà nhận thu mua các độ có dòng ô tô để quay sử dụng. Và đây là mẫu Innova 2017 đăng ký lăn bánh 2018, xe có trang bị cân bằng điện tử, nước sơn si căng bóng, sơn zin còn lên 95%. Bao cả nhà thầy thợ đến chết tết thoải mái. Nếu phát hiện đâm đụng taxi dịch vụ, bên em trường sẽ gửi ngay từ 20 cho đến 50 triệu tiền cà phê cho cả nhà. Quý khách hàng nào giới thiệu bên em trường mua hộ bán được xe, bên em trường đều gửi ngay từ 3 đến 5 triệu tiền, gọi là tiền cà phê chứ không phải là tiền cò, tiền cuốc gì đâu nha cả nhà, cũng như là tiền lọc lá thôi. Đấy, không có gì hết. Đó, quý khách hàng quan tâm thì có alo trực tiếp cho em trường, số điện thoại là 0972147247. Thu mua trao đổi có dòng ô tô cũ đã quay sử dụng từ 4 đến 7 chỗ nha. Đấy, cả nhà coi form dáng phía sau đẹp chưa, ốp mẹ si đồ chơi đầy đủ. Nói chung xe bên em trường á, là bên em trường mua về làm đẹp, bách bóng, thay nhớt thay nhau, bảo dưỡng toàn bộ mới bàn giao đến tay khách hàng những cái sản phẩm tốt nhất có thể nha. Quý khách hàng nhớ đăng ký kênh và ấn nút quả chuông có bên phải màn hình để tiện theo dõi những video clip tiếp theo nha cả nhà. Đấy, xe thì full đồ chơi rồi, trần ghế sàn 3D đầy đủ hết. Đấy, quan tâm thì alo trực tiếp cho em trường được có cái giá tốt nhất nha cả nhà. Đó, em Trường dùng một số Zalo 0972147247 thôi. Trường xe cũ Bình Dương nha cả nhà. Đấy, mua bán trao đổi ô tô.